Chào các bạn, đây là tiêu điểm nhân vật của Liên minh huyền thoại và đây là video về Lilia, cô nai vàng ngơ ngá của Ionia, một tạo vật đáng yêu, trông giống như Vastaya nhưng lại không phải là Vastaya, sinh vật đại diện cho sự huyền ảo của khu rừng già Omikayalan. Thực ra cách đây nửa năm mình đã làm video về nhân vật này rồi, nhưng sau đó thì bản cập nhật mới của huyền thoại Runeterra ra mắt và Lilia cũng xuất hiện, giới thiệu rất nhiều thứ xoay quanh khu rừng ma thuật nơi cô đang sống, khiến cho bản mở rộng của game trở nên rất quan trọng. Mình nói vậy là bởi vì những gì xuất hiện xung quanh nhân vật Lilia này cho mình cảm giác cô ta quyền lực hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ trước đây. Đó là một điều rất quan trọng, bởi vì nó khiến cho chúng ta sẽ phải cân nhắc nhiều thứ hơn khi đánh giá sức mạnh của mọi vị tướng trên thế giới Runeterra. Chi tiết như thế nào? Hãy cùng mình đi vào video để hiểu rõ hơn nha. Lưu ý là nội dung của video này vẫn giống như trước đây thôi, không có gì phải chỉnh sửa cả. Mình chỉ bổ sung thêm nội dung vào, nên nếu như các bạn đã từng xem trước đây rồi, hãy tua đến đoạn sau của phần cốt truyện, nên mình phân tích về vai trò và sức mạnh của cô ấy. Còn nếu như bạn chưa từng xem thì cứ xem hết tất cả từ đầu, rồi để lại bình luận ở bên dưới nha. Lilia ra mắt vào thời điểm có thể nói là đẹp nhất của vũ trụ cốt truyện Runeterra. Hãy quay lại khoảng thời gian đó một chút để hiểu rõ hơn nha. Năm 2019, Riot kỷ niệm 10 năm ra mắt Liên minh huyền thoại bằng việc thêm một chữ S vào sau tên của công ty mình. Họ ra mắt nhiều game khác, và trọng tâm là Liên minh huyền thoại cũng có nhiều kế hoạch lớn tập trung vào việc mở rộng vũ trụ cốt truyện. Để tạo sự gắn kết, họ đã mang những nhân vật được biết đến nhiều trong cốt truyện vào game để họ thực sự trở thành những vị tướng. Kai'Sa là một trong số các nhân vật như vậy, và theo sau đó là Senna, những vị tướng vừa được yêu thích vừa đóng vai trò quan trọng trong những sự kiện về sau. Và cũng với định hướng đó, họ cho ra mắt hai tướng trong cùng một sự kiện vào mùa hè năm 2020, đó là Lilia và Zone. Lễ hội Hoa Linh kéo dài từ mùa hè đến mùa thu năm đó không chỉ giúp game thủ được giải trí mà nó còn giúp Riot thử nghiệm client của Liên minh huyền thoại cho một visual novel tương tác trực tiếp tại đây. Đó là lần đầu tiên Riot thực hiện kiểu sự kiện tương tác này, và những kinh nghiệm đó sẽ được áp dụng cho các sự kiện sau này với những tướng cốt truyện khác như Viego trong Đại Truy Vong. Lilia và Yone đóng vai trò giới thiệu văn hóa Ionia, đặc biệt là về phần tâm linh, một thứ rất quan trọng ở vùng đất này. Chúng ta không chỉ biết về những tình tiết xoay quanh Yone và Lilia mà còn được biết sâu hơn những câu chuyện tại lễ hội Hoa Linh, thứ vốn gắn liền với đời sống tinh thần của người Ionia. Chính Lilia là người hiểu rõ nhất khi cô trực tiếp chăm sóc cho những giấc mơ của con người, và từ đó cô dẫn dắt chúng ta hiểu rõ hơn về sự phong phú và huyền ảo của vùng đất đầu tiên. Ở thời điểm ra mắt, Lilia là một trong số những tướng hiếm hoi không mang hình dạng con người, dù rằng cô cũng không phải quái vật và cũng chẳng phải Vastaya. Cá nhân mình rất thích cách sáng tạo ra câu chuyện của cô về sự ra đời một cách độc đáo của vị tướng này. Lilia được game thủ yêu thích dù rằng không nổi tiếng cho lắm. Phải nói thẳng là một phần sự ghét bỏ dành cho Lilia chính là ở bộ kỹ năng khó chịu của cô, đặc biệt là khi có trong tay những món đồ trấn phái như mặt nạ, quỷ thư. Cô cũng sở hữu khả năng ru ngủ mà trước đây Zoe cũng từng bị ghét vì nó. Dẫu vậy, điều đó không khiến cho Lilia bị đưa vào danh sách đen của người chơi như Zoe. Một trong những thứ mà người chơi ghét nhất khi phải đối đầu với Lilia đó là việc cô cứ chạy vào đánh rồi lại bỏ chạy rất nhanh, và sau mỗi lần tung chiêu trúng thì tốc độ di chuyển được cộng dồn khiến cho cả việc đối đầu hay bỏ chạy đều rất khó khăn. Nhưng điều này lại khá phù hợp với cốt truyện và cả bản chất của loài hươu. Lilia chỉ vừa rời khu rừng của mình và cô rất rụt rè, dễ hoảng sợ nên thấy thứ gì lạ là ngay lập tức bỏ chạy đi trốn. Điều đó lý giải cho lối chơi vừa va chạm vừa chạy trốn của cô. Nó cũng cho thấy đội ngũ phát triển đã nghiên cứu rất kỹ về nhân vật này khi sáng tạo ra cô. Vậy thì họ đã làm những gì? Hãy tiếp tục tìm hiểu về giai đoạn thiết kế Lilia nha. Lilia là một bông hoa hiếm hoi cần được chăm sóc cẩn thận trong suốt quá trình phát triển của mình. Và khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy đã trở thành một thứ mà đội ngũ phát triển không ngờ tới. Nhân vật dũng cảm nhất mà họ từng tạo ra. Một sinh vật rụt rè nhưng lại quyết định lao về phía trước để cứu lấy những gì mình yêu quý. Tuy vậy, ban đầu Lilia không phải là thứ mà chúng ta có ngày hôm nay. Cô nàng dễ thương đó ban đầu rất khác biệt và thậm chí bộ kỹ năng cũng khác biệt hoàn toàn luôn. Hãy cùng tìm hiểu một chút về quy trình tạo ra Lilia nha. Thông thường khi làm nên một tướng mới, đội ngũ phát triển sẽ gieo một hạt giống. Đây là cách nói ẩn dụ thôi, tức là họ sẽ dựa trên một ý tưởng khởi nguồn rồi sau đó phát triển mọi thứ, từ cốt truyện, lối chơi, hình ảnh xoay quanh ý tưởng đó. Thông thường, sau khi chăm sóc theo năm tháng, hạt giống sẽ nảy mầm thành thứ mà họ mong muốn. Nhưng đôi lúc, hạt giống sẽ trở thành thứ họ không ngờ tới. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng xem lại video hé lộ tướng của Riot vào tháng 1 năm 2020. Hơn 6 tháng trước khi Lilia ra mắt, họ đã có những gợi ý về vị tướng mới. We know it's been a while since we dreamed up a new jungler, but we were split on what we wanted to make.
Early on, we didn't know if we wanted the champion to be a teamfight-focused bruiser or an agile, prancing assassin. It felt like every 5 minutes we went back and forth. So did we shy away from the decision or meet it head on? Vâng, lúc đó họ gần như đã tạo ra Lilia với ý tưởng khởi nguồn là một người đi rừng có khả năng hoán đổi hình dạng trong một bộ đếm thời gian, chính xác là 5 phút một lần. Đó là hạt giống của Lilia. Cơ chế của điều này là cô không thể kiểm soát được hình dạng của mình. Thay vào đó, cứ mỗi 5 phút, cả hai đội lại phải thay đổi chiến thuật để hỗ trợ hoặc đối phó với hình dạng của cô ta. Lilia sẽ có hai bộ kỹ năng dành cho đấu sĩ và sát thủ. Nếu là đấu sĩ, cô sở hữu khả năng khống chế mạnh nên đối phương sẽ phải tách nhau ra. Trong khi là sát thủ thì chúng phải tập trung lại để bảo vệ nhau. Nó cũng tương tự như Ken, nhưng thay vì Ken được lựa chọn và chỉ biến hình một lần duy nhất, Lilia lại chuyển đổi liên tục suốt cả trận đấu. Đội ngũ phát triển đã xây dựng vị tướng này xoay quanh cơ chế đó trong một thời gian dài. Lon Wingy đã vẽ ra ba ý tưởng khác nhau: một nữ tu nhút nhát với bản năng điên cuồng của một kẻ sát nhân ẩn giấu bên trong, một cô bé nai rụt rè có tâm trạng thay đổi theo mùa, và một pháp sư trừ tà với mặt tối đáng sợ. Đó là phác thảo về hai mặt khác biệt của một vị tướng. Cả team ngay lập tức quyết định chọn hình ảnh nai vàng, bởi vì đây là tướng đi rừng và nai thì sống trong rừng. Và hơn thế, thiết kế này độc đáo, tránh việc để cho liên minh có quá nhiều tướng mang hình dạng người. Tiếp tục là ý tưởng ban đầu, Lilia sẽ là một sinh vật tâm linh có ảnh hưởng mạnh mẽ lên vùng đất mà nó sống, với khả năng thay đổi các mùa tùy theo tâm trạng của nó. Khi nó vui, khu rừng sẽ là mùa hè nắng rực lửa, còn khi buồn, đó sẽ là mùa đông đầy tuyết trắng. Nó sẽ có đúng hai bộ kỹ năng dựa trên lửa và băng. Nhưng thực sự thì liên minh đã có nhiều tướng sử dụng lửa, và thêm một tướng cởi trần ném lửa như Brand thì cũng không có gì ngầu cả. Vậy là họ thay đổi các khái niệm đối lập như thể chất và tinh thần, ngày và đêm. Nhưng những yếu tố đó không thực sự có ý nghĩa gì trên Summoner Script, sẽ khó gắn kết nó vào lối chơi. Cuối cùng họ chọn ra hai khái niệm có thể chấp nhận được là giấc mơ hoặc ác mộng. Khi trở thành đấu sĩ, Lilia sẽ là giấc mơ của đồng đội, còn khi là sát thủ, cô ta là ác mộng của kẻ địch. Hai bộ kỹ năng khác nhau đã được tạo ra trên cùng một vị tướng. Có vẻ như mọi thứ hoạt động rất hiệu quả, chỉ có điều là người chơi lại không thích Lilia. Đã có một nhóm người chơi được mời thử nghiệm kín với phiên bản đầu tiên của Lilia, và kết quả là họ không thích cơ chế mà họ không kiểm soát được. Nếu như Ken hay Gna, việc biến hình nằm trong dự tính và có thể tác động lên nó, thì cơ chế chuyển đổi 5 phút một lần rất khó chịu. Ngược lại, công sức bỏ ra lại quá cao cho cả hai bộ kỹ năng, do đó họ buộc phải thay đổi Lilia trở thành một thứ khác. Bỏ đi toàn bộ những gì đã xây dựng, đội ngũ phát triển phải đấu tranh để tự hỏi rằng họ có nên giữ lại thứ gì không? Cô ta vẫn sẽ là một con nai chứ? Có lẽ vậy. Thế còn những giấc mơ thì sao? Chưa chắc. Và trong khi thảo luận, họ phát hiện ra một điều khiến họ thích thú, đó là sự nhút nhát. Ngay từ đầu, nhóm phát triển đã muốn Lilia là một vị tướng dễ thương. Nhưng dễ thương kiểu gì khi liên minh vốn đã có nhiều tướng như vậy? Lulu kỳ quặc và hơi điên điên. Annie đáng yêu nhưng đáng sợ. Lux là cô bé sôi nổi và cười hơi nhiều. Neko là sinh vật quá tò mò. Poppy khiêm tốn và anh hùng. Zoe trẻ con và khôn ngoan. Sudaka là quả chuối màu tím. Còn Yumi là một con mèo. Vậy liên minh còn thiếu kiểu dễ thương nào? Điều đó được tìm ra khi Lon Wingy thử vẽ một hoạt cảnh Lilia tấn công bằng cành cây của mình. Đó chính là sự dễ thương mà liên minh còn thiếu. Dễ thương bởi tính cách nhút nhát. Lilia muốn giúp đỡ mọi người và làm quen với họ nhưng lại sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng cô ấy có đủ dũng khí để bước ra khỏi nơi an toàn của mình? Nhóm thiết kế đã sử dụng lối chơi của Lilia để cho thấy cô ấy đi từ rụt rè đến tràn đầy niềm vui là như thế nào. Rượng hoa xoay tròn của cô có nội tại tăng tốc độ di chuyển cộng dồn. Điều này thúc đẩy phong cách chơi đánh và chạy, cho phép Lilia chạy tới, hất ngã kẻ thù và vội vàng rời đi trong khi tuôn ra những câu xin lỗi rối rít. Điều đó khiến nhóm phát triển quyết định xây dựng một cô nai nhút nhát, vụng về và rất yếu đuối khi bị xâm lược khu rừng từ sớm. Khi đó, lựa chọn của cô ta là bỏ chạy thay vì chiến đấu. Điều đó dẫn tới một thứ quan trọng. Trong rừng cũng có một sinh vật bốn chân khác nhưng rất hung dữ, Hecarim. Làm cách nào để cả hai khác biệt với nhau? Nhiều người đã nghĩ Lilia là vợ hoặc con của Hecarim. Thế nên nhóm phát triển phải tạo ra một hình ảnh cực kỳ khác biệt. Vậy là họ tạo ra một cái đuôi nhổng lên, cao hơn bình thường, trông như của một con hươu cái. Màu sắc của Lilia thì tươi sáng hơn và hình dạng của cô nhỏ nhắn hơn. Để tạo ra hoạt cảnh di chuyển, chuyên viên animation Sandwick Thao đã tham khảo những thước phim về các loài hươu nai, đặc biệt là loài Springbok. Chúng có những bước nhảy được gọi là Pronking, thể hiện rằng chúng đang vui. Và từ đó, họ lấy cảm hứng cho những bước di chuyển của Lilia. Những bước chân của cô có vẻ thong dong, nhưng khi cần thì cô chạy rất nhanh. Tiếc là Lilia không thể nhảy qua tường. Hoạt cảnh đứng yên của Lilia cũng lấy cảm hứng từ loài hươu nai khi chúng cảnh giới cho những con khác ăn cỏ, trông có vẻ bồn chồn và đầy cảnh giác. Về các kỹ năng, ngay từ khi giấc mơ trở thành cốt lõi của vị tướng này thì hiệu ứng ngủ đã được đưa vào, nhưng nó có sự thay đổi khá nhiều theo thời gian. Trước đây nó từng là một kỹ năng có đường đạn,
ai đúng phải sẽ ngủ quên. Sau đó nó trở thành kỹ năng dạng như chiêu cuối của Qiyana. Khi đó Lilia sẽ tạo ra những bông hoa nở trên các bức tường, gây ngủ bất kỳ kẻ nào ở gần. Rồi nó lại trở thành một loại bẫy mà Lilia sẽ dẫn dụ kẻ địch vào. Tuy nhiên điều đó khiến kẻ địch có xu hướng tránh xa cô ta, trong khi bản chất nhân vật này mới là kẻ nhút nhát muốn lẩn tránh người khác. Cuối cùng nó trở thành kỹ năng gây ngủ diện rộng giống như bây giờ, nhưng yêu cầu Lilia phải lan truyền bụi mơ lên kẻ địch trước. Những hạt bụi mơ cũng trở thành một phần công cụ gây sát thương quan trọng cho Lilia, bởi vì cô vốn nhút nhát nên không thể đứng lại đánh tay bo được. Thay vào đó, cô cần một loại sát thương theo thời gian trong khi bỏ chạy. Ký thử nghiệm, loại sát thương này mạnh tới mức mà Lilia có thể solo Baron ở level 1. Sau này, ở bản chính thức, dù đã được chỉnh sửa, nhưng khi được kết hợp với mặt nạ, quỷ thư thì nó vẫn là một cơn ác mộng với kẻ địch. Và đó chính là câu chuyện về sự phát triển của Lilia. Từ người đi rừng có khả năng hoán đổi hình dạng cho đến cô nàng nhút nhát trong mơ, Lilia không phát triển như những người sáng tạo ra cô đã mong đợi. Nhưng sau khi được chăm sóc cẩn thận, Lilia không chỉ nở hoa mà còn phát triển mạnh mẽ. Lilia là hậu duệ của cây liễu thần, một cái cây linh thiêng bên trong khu rừng già Omikayalan. Hàng ngàn năm về trước, Ivan, một kẻ độc ác, đã từ Preyog tiến vào khu rừng thiêng, tìm kiếm sức mạnh để đánh bại phù thủy băng Lysandra. Ông ta bị chặn lại bởi những người bảo vệ của khu rừng, các Vastaya Sire, và trong ý nghĩ ngây thơ của mình, Ivan quyết định chặt hạ cây liễu thần để làm mất nhuệ khí của các vệ thần. Khi cây liễu khổng lồ đổ xuống, một hạt giống của nó rơi ra, bén rễ ở nơi mà sau này được biết đến là khu vườn quên lãng. Tại nơi đó, cây mơ mộng đã lớn lên, trở thành một cây thần khác trong khu rừng thiêng Omikayalan. Ivan, bị biến đổi bởi ma thuật của thần liễu, đã chăm sóc cho cây thần mộng mị trong hàng ngàn năm sau. Cây thu gom những mơ mộng của con người, gói trong những nụ hoa của mình. Mỗi giấc mơ như chất dinh dưỡng, nuôi sống cây và bừng nở thành những bông hoa. Ma thuật từ giấc mơ khiến khu rừng càng trở nên linh thiêng hơn. Và rồi, đến một ngày, chính cây thần mộng mị cũng có giấc mơ của riêng mình. Nhưng khi nụ hoa chưa kịp bừng nở, nó đã rụng xuống, một điều chưa từng xảy ra trước đây, đâm chồi thành một nàng tinh linh hương với nụ hoa còn vương trên mái đầu. Lilia trở thành người bạn đồng hành cô độc của cây mẹ, chăm sóc cho những giấc mơ trôi dạt đến đây mỗi đêm. Và thông qua những nụ hoa chớm nở với những giấc mơ được ấp ủ, cô hiểu hơn về nhân loại. Bị mê hoặc bởi những con người và vùng đất cô thấy được, cô dành gần như toàn bộ thời gian của mình để trải nghiệm những cảm xúc hay nỗi khao khát mà nhân loại nhìn thấy mỗi khi họ chìm vào trong giấc ngủ. Khi chăm sóc cho những giấc mơ, Lilia cũng dần quan tâm đến những kẻ đang mơ. Cô xem họ như những người bạn và mong muốn một ngày nào đó sẽ được tận mắt nhìn thấy những kỳ quan nơi thế giới ngoài kia. Cô đã từng mong mỏi đến mức chính khao khát của cô đã tạo nên một nụ hoa trên cây mẹ. Nhưng rồi, rốt cuộc, khi Lilia chạm trán loài người, đó chẳng phải là giấc mơ mà cô hằng tưởng tượng. Một thứ gì đó kinh hoàng đang diễn ra nơi thế giới bên ngoài bìa rừng. Chiến tranh đã tàn phá vùng đất này và dần dần những giấc mơ không còn đến khu vườn nữa. Cây mẹ lâm bệnh và bị xâm chiếm bởi những khối u. Chúng bám chặt lấy thân cây và từ đó bóng tối bắt đầu rỉ ra. Lilia cố hết sức để nuôi dưỡng cây mẹ và những giấc mơ chứa đựng bên trong những nụ hoa còn sót lại. Nhưng cũng chẳng lâu sau, ma thuật của cây thần đã quá yếu ớt, khiến cho khu rừng không còn có thể chặn đứng những kẻ xâm lược. Một đêm nọ, nhiều chiến binh đã xâm nhập vào tán rừng, đuổi theo một ai đó đến tận cây thần mộng mị. Và rồi, trong cuộc giao tranh hỗn loạn sau đó, nhát chém từ một lưỡi kiếm hung tàn đã khiến cho nhành cây chứa đựng giấc mơ thầm kín của Lilia rụng xuống. Lilia hoảng hốt, vội dùng ma thuật của mình đưa tất cả bọn họ chìm vào trong giấc ngủ. Những người phàm này thật khác với những gì cô tưởng tượng. Họ không mơ mộng, họ tàn sát, gây ra sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi, đảo lộn trật tự trên vùng đất này. Họ như chính những khối u đang tàn phá cây mẹ vậy. Nhưng khi đám chiến binh ngủ say, một giấc mơ của kẻ đơn độc bị truy đuổi đã trỗi dậy. Một cách yếu ớt, nó dần trôi dạt đến nhánh cây gãy vỡ trên mặt đất và thấm vào bên trong nụ hoa của nó. Lilia nhặt nhánh cây lên, cô có thể cảm nhận thấy giấc mơ bên trong. Khi cô thì thầm và vỗ về nó, ánh sáng bên trong phát ra mãnh liệt hơn, và ánh sáng trong cô cũng thế. Nụ hoa trên mái tóc cô bừng nở, và ma thuật cuộn xoáy bên trong chiếc trượng hoa như những hạt phấn lấp lánh. Bản thân Lilia cũng bừng nở, cho đến khi bằng một tiếng hắt hơi, cô truyền ma thuật đi khắp khu rừng xung quanh. Đám người từng kẻ một dần tỉnh giấc, họ chẳng nhớ được điều gì đã mang họ đến cánh rừng này, hay những gì họ đã làm. Cũng chẳng ai nhận ra cô tinh linh bé nhỏ ẩn nấp sau những tán cây, dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong cô đã ánh lên một niềm hy vọng mới. Nếu những giấc mơ không thể đến được với khu rừng, thì Lilia sẽ tự đi tìm chúng. Nhặt nhánh cây lên, Lilia rời khỏi khu vườn của mình và dẫn thân ra thế giới nhân loại. Một thế giới mà cô luôn muốn tìm hiểu, nhưng cũng là thứ khiến cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Nó thật khác lạ so với những gì cô hiểu được. Một cách lén lút, Lilia giúp tạo ra những giấc mơ cho con người, được dệt nên từ những ảo vọng cho tương lai hay những phần sâu thẳm bị mắc kẹt trong tâm khảm của họ.
khi giúp nhân loại nhận ra những giấc mơ thầm kín, chính Lilia cũng nhận ra giấc mơ của bản thân mình đã thành hiện thực, và nụ hoa trên mái tóc cô nở rộ mỗi khi cô tràn ngập niềm vui. Dù bóng tối đang chực chờ nuốt chửng Ionia một lần nữa, nhưng nó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc, và ẩn trong đó vẫn luôn là những tia hy vọng rực sáng. Chỉ có cách dấn thân ra thế giới bên ngoài kia bằng tất cả lòng dũng cảm mà mình có được, Lilia mới có thể hy vọng đẩy lùi bóng tối và chữa lành sự u tàn. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với những gì có trong bản mở rộng Dreamlit Part của huyền thoại Runeterra. Nó cho chúng ta thấy một phần khác của người dân trên thế giới này, một phần bình thường như chúng ta, những giấc mơ. Hầu hết người Runeterra đều nằm mơ, và những gì họ mơ được diễn ra một cách rõ ràng. Chẳng hạn như cô tiểu thư Loss của gia tộc Rawat thì mơ về thời đại nào đó khi người Demacia yêu thích ma thuật và xem cô như người anh hùng của họ. Hoàng đế sa mạc Azir thì có một viễn cảnh khi đế chế Surima trỗi dậy, quay trở lại thời đại hoàng kim của mình. Nhưng đối với ông thì nó không phải là giấc mơ, mà là một tầm nhìn về tương lai mà ông có thể đạt được. Một cô nàng Vastaya có tên là Angel, đấu sĩ nhỏ trong võ đài của Jack thì mỗi đêm đều nằm mơ thấy mình ngồi trên một núi vàng, thứ cô tích cóp được trong nhiều năm để đầu tư vào trang trại trồng khoai tây. Một Vastaya khác của bộ tộc Otrani ở Targon thì ám ảnh về rồng đến mức thường xuyên nhìn thấy chúng trong giấc mơ. Còn Vess, cô gái dô đồ chỉ thích sự u ám, thì nằm mơ thấy người bạn ồn ào Alay mời mình đến dự tiệc, điều mà cô xem như là một cơn ác mộng. Và đó là sự phong phú trong giấc mơ của mọi chủng tộc trên Runeterra. Nhưng quan trọng hơn, đó là Lydia có thể nhìn được vào tất cả những giấc mơ đó. Hãy xem mọi thứ sẽ hoạt động như thế nào ở quanh cây thần mộng mị, người mẹ của cô. Đầu tiên, nó bắt nguồn từ những sinh vật được gọi là Spryling, những linh hồn mạnh mẽ, nhưng hay lơ đãng. Chúng có thể đến bên những người mơ mộng hàng đêm, hướng dẫn cho giấc mơ của họ đến với cây thần mộng mị. Có vẻ như khi đi vào trong giấc mơ, bọn Spryling này sẽ có hai hình dạng dựa trên việc đó là giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng. Và để bảo đảm cho các linh hồn này làm đúng việc của mình, người phụ nữ được gọi là Spry Murder sẽ dạy dỗ chúng với sự nhẹ nhàng lẫn nghiêm khắc. Để chăm sóc cho cây thần mộng mị, bên cạnh Lilia còn có một cô gái thuộc bộ tộc Vastaya Ophelis có tên là Aisa. Cô sẽ loại bỏ cỏ dại và thu hoạch những giấc mơ. Tuy vậy, để làm được công việc thiêng liêng đó, những người làm vườn phải hy sinh một phần ký ức mỗi ngày, thế nên họ thường xuyên quên đi những gì họ đã làm. Aisha, the garden is greener every day. But I needed to tell you, I can't remember. Ở đây, mình xin lưu ý rằng trong cốt truyện gốc thì khi những giấc mơ đến với cây thần mộng mị, chúng nở thành những nụ hoa. Thế nhưng ở bản mở rộng của huyền thoại Runeterra, giấc mơ trở thành giọt sương chứ không phải là nụ hoa. Sự thay đổi này không quá quan trọng. Mình nghĩ rằng có lẽ những người viết truyện muốn làm nổi bật sự khác biệt của Lilia và bông hoa trên mái tóc của cô. Khi giọt sương chứa đựng giấc mơ trên cây thần mộng mị đến kỳ thu hoạch, nó sẽ được hái xuống, chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. Sau đó chúng sẽ được đưa đi đâu? Dựa trên tương tác của Spry Murder, mình tìm được một số manh mối. The dream drops need plucking, Lilia. I won't let one go untended. Oh, Sprite Mother, I was just... Enunciate now. How will the lake lilies hear? Sprite Murder nhắc đến hoa lily. Thứ này từng xuất hiện ở truyện ngắn Khu vườn quên lãng trong cốt truyện Ari. Theo đó thì Ari đã đến khu vườn này với mục đích quên đi ký ức đau buồn về việc cô đã hại chết người yêu của mình. Nhưng để có thể làm được điều đó, người phụ nữ bí ẩn trông coi khu vườn đã bảo Ari trao ký ức cho những bông hoa lily. Chúng ăn ký ức và rất háu đói với những thứ đó, thậm chí gây nguy hiểm cho những ai đến gần. Cần biết rằng, cây thần mộng mị đã mọc lên tại khu vườn quên lãng, nên ở đây chắc chắn có rất nhiều hoa lily. Như vậy, mình đoán rằng, Spry Murder cùng với Lily và Aisa sẽ phải đem những giấc mơ đến cho hoa lily ăn. Rõ ràng là mỗi đêm đều có rất nhiều giấc mơ trên khắp Runeterra, nên nếu như giấc mơ không được tiêu thụ, nó sẽ tràn ngập trong khu vườn này. Việc cho hoa lily ăn chúng cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ sẽ bị lãng quên bởi những người đã mơ về chúng. Đó là lý do mà sau khi thu hoạch những giọt sương giấc mơ, Lilia và Aisa chăm sóc chúng cẩn thận. Giống như việc con người sẽ nhớ về những giấc mơ sau khi tỉnh lại, nhưng theo thời gian, trước sau gì thì họ cũng sẽ quên chúng. Ngoài ra, những lá bài xung quanh Lilia còn có nhiều thứ thú vị khác, chẳng hạn như những chiếc rễ cây có tri giác, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những dịch bệnh đang tràn lan trong rừng, hoặc là bé tiên hoa, chịu trách nhiệm chăm sóc cho mái tóc của Lilia. Nếu bạn có hứng thú, hãy chơi huyền thoại Runeterra để tìm hiểu thêm nha. Bây giờ, chúng ta sẽ nói sâu về vai trò của Lilia trong cốt truyện. Khi lễ hội hoa linh diễn ra, thì Lilia đang rời khỏi khu vườn để đi tìm kiếm giấc mơ về nuôi dưỡng cây mẹ. Tuy vậy, ở bản cập nhật của huyền thoại Runeterra, chúng ta cũng đã thấy rằng giờ Lilia sẽ không cần phải tìm kiếm nữa, khi giấc mơ trên khắp Runeterra sẽ tìm đến nơi này. Mình hơi ngạc nhiên bởi vì điều đó khiến cốt truyện bị khác biệt đi khá nhiều. Theo như mình biết,
Rõ ràng sự thiết lập từ đầu chứng tỏ rằng tầm ảnh hưởng của cây thần mộng mị chỉ có tại Ionia mà thôi. Điều này được mô tả trong cốt truyện, khi Knossos xâm lược Ionia, sự yên bình bị phá vỡ và những giấc mơ của người Ionia không đến nữa, khiến cây thần mộng mị bị thiếu dinh dưỡng rồi trở nên yếu và nhiễm bệnh. Nếu ngay từ đầu cây thần này tác động lên cả Runeterra, thì mất giấc mơ ở Ionia vẫn còn vô số vùng đất khác, chứ sao lại bị mắc bệnh như vậy, đúng không nào? Tiếp đến, còn phải biết rằng giấc mơ được chuyển đến cây thân mộng mị là nhờ vào ma thuật, nhờ sự phong phú của nguồn ma thuật ở mọi nơi tại Ionia, bởi vì nơi này giao thoa với linh giới. Điều này được minh chứng trong truyện ngắn của Saya và Rakan, khi ngay tại Ionia mà ma thuật hoang dã bị thiếu, một số bộ tộc của Astaya còn trở nên rất yếu ớt bởi vì sinh vật ma thuật cần ma thuật để tồn tại. Tương tự, Sprite cũng là tinh linh, chúng cần ma thuật để di chuyển. Nếu như khắp nơi trên Runeterra đều có thể tràn ngập ma thuật để vận chuyển giấc mơ đến cây mơ mộng như vậy, thì sự khác biệt của Ionia có ý nghĩa lý gì đâu? Và cả linh giới, nơi tràn ngập ma thuật nữa, nó khác biệt như thế nào với thế giới phàm trần? Và nếu như cây thần mộng mị có thể tác động lên khắp Runeterra, thì những cây quyền năng hơn như cây liễu thần sẽ còn ghê gớm như thế nào? Thực tế chúng ta đều thấy ngay từ đầu, Ionia đã được thiết lập như một vùng đất khép kín. Điều đó tạo nên sự khác biệt. Chính vì vậy, mình thấy vẻ vời để tạo nên sự ảnh hưởng của Ionia lên toàn thế giới đang có phần hơi bị phá game. Một lần nữa, mình thấy việc viết cốt truyện của huyền thoại Runeterra có phần hơi bị bừa bãi, giống như họ tự ý sáng tạo mà không tham khảo cốt truyện gốc vậy. Mình sẽ để những sự mâu thuẫn đó cho các bạn tự phân tích. Bây giờ hãy nói về Lilia với nguồn sức mạnh to lớn của cô. Đây không phải là sức mạnh ma thuật hay thể chất, mà là kiến thức. Lilia tiếp xúc với muôn vàn giấc mơ mỗi đêm, và nhờ đó, cô sẽ biết được vô cùng nhiều thứ khác nhau trên khắp thế giới này. Nếu bạn không nhớ, thì mình nhắc cho bạn biết rằng, khi Lysandra bị mù, cô ta đã đi vào những giấc mơ để có được kiến thức về thế giới xung quanh. Điều đó góp phần giúp cô ta tạo được một đội quân hùng mạnh chinh phạt cả thế giới. Rõ ràng, kiến thức là sức mạnh. Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Vậy thì Lilia, với việc tiếp xúc với vô số giấc mơ hàng đêm, cô hoàn toàn có thể tích trữ cho mình rất nhiều thông tin quý giá. Thậm chí, cô còn có thể tác động lên giấc mơ đó nữa. Lấy ví dụ với Lux, Lilia đã nhìn thấy giấc mơ của cô ấy trở nên đen tối khi bóng đen của một gã thợ săn ma pháp đe dọa và cả bóng dáng của những công quả kỳ bí. Sự đen tối đó được mô tả là khiến giấc mơ trở nên ám ảnh và mục rửa, khiến người mơ mộng bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của họ. Và để chấm dứt điều đó, dường như Sprite Murder đã gửi một Sprite Link vào trong giấc mơ của Lux, biến nó trở thành một cô gái có tên là Alina để dẫn đường cho Lux. What if I can't show her the way? Take heart, Sprite child. You are the way. Như vậy, rõ ràng sự tác động của Lilia cùng những người bảo vệ cây thần mộng mị là rất lớn. Thông qua việc theo dõi các giấc mơ và thậm chí gửi các sprite vào giấc mơ, họ có thể tác động lên những con người và sinh vật ở nơi khác. Ai dám nói là những kẻ hùng mạnh không nằm mơ? Và một khi đã mơ, họ đang nằm trong sự kiểm soát của Lilia. Tất cả những điều này cho thấy rằng, rõ ràng cô nai vàng ngơ ngác của Ionia đang nắm trong tay một nguồn sức mạnh rất lớn. Mình hy vọng những người viết truyện của huyền thoại Runeterra có mục đích rõ ràng và họ biết họ đang làm gì. Bởi vì với những gì họ đã sáng tạo, Lilia đang tiến bước lên để trở thành một trong những sinh vật quyền lực nhất trên thế giới Runeterra rồi. Cần biết rằng, Aurelia and Soul, Zoe và Squen là ba nhân vật có nhiều hiểu biết nhất trong vũ trụ cốt truyện này. Nhưng giờ có lẽ chúng ta phải thêm Lilia vào rồi. Bây giờ, hãy cùng nhau tìm hiểu rõ hơn một chút về Lilia nào. Đầu tiên là điều mà rất nhiều người muốn biết về mối quan hệ của Jone và Lilia. Đây không phải là gán ghép vô căn cứ. Thật ra trong tương tác, Jone đã nói rằng anh ta rất vui khi gặp lại Lilia sau khi phải đối mặt với rất nhiều Azarkana. A comfort to see you, Lilia, after so many Azarkana. Và đích thân người viết truyện của Jone là Michael Zichao đã xác nhận Jone biết và đã từng gặp Lilia. Anh ta còn rất chú tâm trong việc bảo vệ cho cô nai vàng bé nhỏ này. Họ cũng đại diện cho hai linh hồn trong lễ hội Hoa Linh. Và tuy rằng câu chuyện của họ không liên quan đến nhau, nhưng việc Riot đưa cả hai vào trong video quảng bá thì phải nói rằng họ đã rất cố gắng xây dựng mối quan hệ này. Điều đó mình cho là cũng hợp lý, bởi vì Jone là người đi khắp nơi trên Ionia để tiêu diệt bọn Azarkana, và đặc biệt là ở những vùng đất giàu ma thuật. Trong khi đó, Lilia lại là một sinh vật ma thuật, nên việc cả hai gặp nhau và giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Lilia về cơ bản là cháu của cây liễu thần, và cô cũng có mối quan hệ tốt với Ivern, người đã chăm sóc cho cây mẹ của cô trong suốt thời gian dài. Sau này, cây liễu thần đã mọc lại, nó được bảo vệ bởi Sainen ngàn đuôi, Ari và các Vastaya khác.
Điều đó càng thôi thúc Lilia đi tu tập nhiều giấc mơ hơn, bởi chúng không chỉ nuôi sống cây mẹ của cô, mà ma thuật tỏa ra từ những giấc mơ cũng khiến cho khu rừng trở nên đậm đặc ma thuật hơn. Khi chúng tràn ngập, cây cối ở Omikajalan có thể tự bảo vệ mình và xua đuổi những kẻ ngoại lai. Nói tóm lại, Lilia không chỉ chăm sóc cho mẹ mình, mà còn là bà ngoại của mình và nhiều thứ khác nữa. Nếu chúng ta xem xét kỹ, sẽ thấy rằng cây liễu thần đã bị đốn hạ và từ đó sinh ra cây mơ mộng. Sau đó, cây mơ mộng đã có một giấc mơ, rồi từ đó sinh ra Lilia. Có lẽ giấc mơ của cây là mơ về một đứa con, và nó muốn con mình giống với hình ảnh của các Vastaya Sairei, những người đã bảo vệ thần liễu. Điều này lý giải cho hình dạng giống như Vastaya của Lilia, và cô đã thực sự trở thành người bảo vệ cho mẹ mình. Dù vậy, thực tế là Lilia sinh ra từ một cái cây, thế nên cô hoàn toàn không phải là Vastaya. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng sự tạo thành của cô giống với Gwen, nghĩa là cô đã thực sự là một sinh vật sống với đầy đủ các bộ phận. Thứ có nguồn gốc thực vật duy nhất là bông hoa trên mái tóc của cô, cũng chính là giấc mơ của cây mẹ. Sẽ có những thắc mắc như liệu những bông hoa khác rơi xuống thì có trở thành những người như Lilia hay không? Thực tế thì cốt truyện đã nói rõ rằng điều này chưa từng xảy ra cho đến khi Lilia ra đời. Thêm nữa, như mình đã nói ở trên, Lilia sinh ra từ chính giấc mơ của cây mẹ. Có thể cây khao khát có một đứa con và giấc mơ đó đã thành hiện thực, trong khi những bông hoa khác chứa giấc mơ của người phàm. Ở trailer của Lilia, chúng ta cũng thấy rằng giấc mơ của con người là về những câu chuyện họ được nghe kể về những linh hồn trong thế giới hoa linh. Giấc mơ của Lilia là làm bạn với con người. Nó cũng nở thành một bông hoa nhưng đã bị chặt đứt và trở thành thứ mà Lilia cầm theo bên người. Bông hoa trên đó chứa giấc mơ của Lilia, và giấc mơ đó cũng có thể hiển thị dưới dạng một nguồn ma thuật nhỏ. Bạn có thể nhìn cách cô ấy ru ngủ kẻ địch bằng chiêu cuối. Sẽ có một tia sáng xung quanh mục tiêu. Đó là giấc mơ của Lilia, cũng là một người bạn của cô. Người bạn này sẽ đánh thức giấc mơ trong những người đang ngủ say. Và khi giấc mơ thực sự được đánh thức, một bông hoa sẽ nở ra. Lilia thu thập giấc mơ vào trong nụ hoa của mình và mang về khu rừng. Trong câu chuyện của Lilia, chúng ta một lần nữa được biết về tác dụng của khu vườn quên lãng. Nó có thể lấy đi toàn bộ những ký ức mà một ai đó muốn chôn giấu. Trước đây, Ari đã từng đến nơi này để tìm cách rũ bỏ ký ức về người yêu của mình, nhưng cuối cùng cô quyết định giữ lại. Khi đám lính đến chỗ của Lilia, chúng bị cô đưa vào trong giấc ngủ. Sau đó, khi ma thuật của cô tràn ra xung quanh, nó khiến khu vườn quên lãng gây tác động lên bọn lính và lấy đi toàn bộ ký ức của chúng. Dựa theo mô tả, tất cả bọn chúng đang đuổi theo một người, rất có thể là quân Noxus đang truy đuổi một chiến binh Ionia. Và khi chúng ngủ, chỉ có kẻ bị truy đuổi là có một giấc mơ. Điều này ám chỉ rằng người Ionia thì sống về tâm linh nhiều hơn, họ có nhiều mộng tưởng, trong khi người Noxus đã bị tước mất sự mơ mộng, chỉ có kỷ luật và mục tiêu được ban cho họ. Nói một chút về vai trò của Lilia, thật sự thì khi nhân vật này được tạo ra, cô đóng vai trò dẫn dắt người chơi về với sự huyền bí của lễ hội Hoa Linh, lễ hội lớn nhất ở Ionia, nơi con người mơ mộng nhiều hơn, dành thời gian cho thế giới tâm linh nhiều hơn. Và đó cũng là vai trò lớn cho một nhân vật trong vũ trụ Runeterra quá rộng lớn rồi. Về sau, Lilia không thực sự quá nổi tiếng và được yêu thích, thế nên cô không xuất hiện trong các sự kiện khác, nhưng cô vẫn có thể xuất hiện trong vai trò một NPC. Nếu có một game offline nào đó về Ionia mà Riot thực hiện trong thời gian tới, bởi khu vực này vẫn chưa có game riêng, mình cho rằng Lilia và Ari có thể trở thành những người dẫn dắt người chơi khám phá sâu thêm về khu rừng Omikajalan, một địa điểm quan trọng trên Ionia. Ari thì đã có game riêng rồi, nên mình nghĩ rằng Lilia sẽ phù hợp nếu cần dẫn dắt người chơi ghé thăm khu vườn quên lãng hoặc cây liễu thần. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành video về Lilia, một trong những nhân vật rất thú vị và độc đáo của Liên minh huyền thoại. Cô ấy có một chặng đường phát triển cực kỳ khác biệt, và ở trong cốt truyện, cách cô ấy ra đời cũng là độc nhất. Chính vì thế, có lẽ bạn sẽ muốn chơi thử về vị tướng này sau khi xem xong video. Công hình, mình hy vọng rằng Lilia sẽ được xuất hiện trong một sản phẩm khác của Riot để khai mở thêm nhiều bí mật hơn. Lần tới, nhân vật chính của chúng ta là Yone, người bạn thân thiết của Lilia. Hãy đón chờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.